Sau hơn 3 tháng bùng phát, đến nay thì bệnh đốm vàng lá trên cây mía đã gây hại tại nhiều địa phương trên địa bàn của tỉnh Phú Yên. Có nơi diện tích mía bị mắc bệnh này chiếm đến 30% tổng diện tích, khiến nông dân gặp nhiều khó khăn. Mía bên này bị đây. Bệnh đốm vàng lá trên cây mía bùng phát ở Phú Yên từ tháng 11 năm 2018 và hiện đã tăng lên gần 1.000 hecta với tỷ lệ mía bị mắc là từ 35-100%. Hiện tại giống mía KK3 bị bệnh đốm lá vàng nặng nhất. Mía nhiễm bệnh nhẹ sẽ giảm sản lượng và trữ đường từ 20-40%, nặng thì mất trắng. Một hecta mía nông dân đầu tư 30 triệu đồng và với tình hình hiện nay, nhiều gia đình có khả năng không thu hoạch được. Do hầu hết diện tích mía phát bệnh ở chu kỳ sinh trưởng cuối nên việc phun thuốc phòng trừ là không thể. Để giảm thiệt hại cho nông dân, các địa phương kiến nghị các nhà máy đường đóng trên địa bàn ưu tiên thu mua diện tích mía bị bệnh, bởi mía bị bệnh càng để lâu trên ruộng càng thiệt hại đối với nông dân.